Chào tất cả các anh, giới thiệu đến các anh cây đèn mang sông đĩa bàn của anh hiệu là Bay Bayladin. Tình trạng còn là rất là đẹp nha, cái này sản xuất khoảng thập niên 50. Tất cả đều là đồ zin hết. Cái này là nguyên bản của nó là nó sơn màu trắng giống vậy nè, nhưng mà do thời gian nó tróc và mình tẩy cái sơn ra thì cái cốt đó là cốt đồng, vỏ rất là dày, rất là nặng. Mình không có cấn móc tí gì luôn nha, bóng là bóng zin luôn. Cái này nó xài cái lưới măng sông hai đầu, đầu này mình xỏ đây, đầu cột đây, đầu cột dưới đây. Cái này em mới cột, cái cột này hơi lâu mắc kém không thấy đường, cột hơi lâu, cột sẵn luôn. Bóng là bóng zin nha. Đây, bay là đi lành lặn, không có móp chân rồi, móp bầu móp rồi gì hết. Bây giờ em lên lửa thử luôn nha. Đây là cái chén mồi của nó có cái cục giống như cục nỉ, mình thấm ướt hết cái cục này xong rồi đổ dư ra miếng cồn nữa, tại vì cái này mình mới đốt thì nó cần phải nóng, thiệt nóng thì nó mới cháy, chứ còn không không nóng quá, không nóng thì nó sẽ bị lên dầu sống, nó cháy phần phần phần. Mình đổ cho nó dư dư cồn, không hết thì nó tự động nó cũng bốc hơi, cháy hết nó bốc hơi. Cái này là nó cháy cái lưới măng sông nha, nó cháy trắng nha. Chỗ này là mình đổ dầu, cái này cái van xả áp, mình tắt đèn thì mình vặn cái này ra thì nó xả áp rồi nó tự động tắt. Cái này mình bơm đốt một tí cho nó nóng thì nóng rồi mình hẳn bơm, mình bơm sớm quá nó lên dầu sống, nó cháy bùng bùng bùng. Cháy là nó trắng cái lưới nó lên, lưới nó trắng lên. Mình bơm khi nào mình thấy nó nặng tay ra được bắt đầu mình mở van nha. Nóng mình bơm đủ áp suất mình mở van là nó cháy, cháy ngon lành liền. Còn cái cồn dư nó nóng tự động nó bốc hơi, thấy cái cồn dư cái lửa ở dưới là lửa còn dư á, nó xíu nó nóng hết cái còn dư. Rất là sáng nha. Sáng mạnh lắm. Sáng mạnh, sáng êm. Cực kỳ sáng.
Để mình tắt đèn thử. Wow, sáng trưng luôn. Rất sáng nha mấy anh, sáng ghê luôn á. Siêu sáng luôn, rất là sáng, sáng êm. Đây này, áp suất nó trong nó đẩy cái lớp bê này. Ra mở đèn lại mà. Rồi em kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt các anh. Hẹn gặp lại các anh ở những video sau. Bye bye.